Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chị, chào, chị, xin chào, anh, xin chào. Chị, chào, nay chào dài dữ vậy ta, chị xin chào, anh xin chào luôn, giỏi dữ vậy trời. À, hôm nay con ăn gì cũng giới thiệu luôn đi. Hôm nay em thử kim chi. Đúng. Ăn cơm. Nên mà phải ăn nè. Đúng rồi, chính xác. Ngồi, ngồi, ngồi yên, ngồi yên. À, mọi người ơi, hôm nay nhà mình ăn thịt luộc kim chi, thịt ba chỉ mọi người. Nè, để mình gắp cho bay nha. Nè, kim chi nè, con mời cô chú ăn cơm. Mời cô chú ăn cơm. Ừ. Ăn đi. Ăn đi. À, thịt ba chỉ. Đây, để gắp cái miếng gần gần. Thịt ba chỉ. Ui. Với lại kim chi mọi người, kim chi mình để nguyên nguyên một cái bắp luôn. Không giống như không có sắc nhỏ nhỏ ra mà để nguyên nó dài vậy luôn nè. Cái này kiểu để cuốn. Giống như là người ta mới làm kim chi xong rồi thì người ta ăn ăn trực tiếp với lại thịt luộc. Còn ở đây thì mình thịt đó là thịt ba chỉ. Đó. Cái món này rất là bắt luôn. Ngon không? Rồi, để bây giờ ăn thôi. Rồi, ăn cùng mình mọi người ơi. Ngon. 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 Đó. Cái này là phải cuốn lại như vậy. Nước miếng ứa ứa. Ngon lắm. Cái này ăn kèm với cơm cũng ngon mọi người. Thịt ba chỉ đó phải có thịt, có mỡ nhiều nhiều á thì ăn nó mới ngon. Chứ mà thịt không á ăn nó giống như là nó cứng đó, mọi người. Chắc cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người hay sao. Mình thì lại thích mẹ chứ mì cay mẹ. Ăn mì cay. Ăn mì cay à? Dạ mì cay. Mì cơm. Mì cơm. Cơm cay. Cơm cay mẹ. Nó cho lên nhanh 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 nhanh. Hôm nay ăn nha. Cay quá sao ăn nổi. Không, không cay. Người mẹ đi lấy bỏ vô cho con nha. Dạ. Dạ chút nha. Bi đòi bỏ cái nước vô cho nó cay mọi người. Đó, vậy giờ mẹ đi lấy cho con nha. Dạ. Cay quá sao ăn nổi. Rồi. Cay ăn nổi này nè. À không, không mẹ. À, con ăn nè mẹ. Không ăn đi, ăn đi, ngon lắm. Cay không mẹ? Ừ, cay. Cay nhưng mà ngon. Dạ. Bi thích ăn cay lắm cô chú. Bi thuộc top em bé chịu ăn cay. Chứ mình thấy nhiều bé không có ăn, ở hàng cũng ở hàng luôn nhưng mà không có ăn cay được như Bi đâu. Tại vì giống như mình Bi đi học á, đi nhà trẻ. Rớt hả? Ừ. Bi đi nhà trẻ rồi rồi cô giáo cho ăn kim chi á, nhiều em không có ăn được. Dạ. Bi thì ăn kim chi giỏi đúng không? Dạ. Giỏi. Con đi nhà trẻ còn có ăn kim chi không? Nó không, mà này đổ hoài hoài à. Đó, bởi vậy không hiểu sao mà hôm nay ăn đổ hoài hoài luôn á. Không có dùng dùng từ á, không có dùng một từ mà là người ta thường thường ta dùng đổ hoài, hôm nay đổ hoài hoài à. Chứ không hoài đâu, dùng từ miền Tây hoài hoài luôn á. Đúng mẹ. Con khó cổ. Con khó cổ. Chứ không phải cay hả? Dạ. Tưởng đâu cay chứ. Thấy sao? Thấy sống lại đúng không? Apa apa coi chua nè con, biếng quay ai con? Coi.
hồng luôn đó. Cay quá. Ông có không cay? Bi không cay? Dạ. Không cay. Sao mà mẹ cay dữ ta? Nè mẹ lại lớn nữa, lại lớn nữa. Cay chứ, chứ con này lớn nữa. Không cay đâu mà ba nữa. Lớn nhiều này nữa, không cay đâu ba nữa, con nữa. Vậy đó hả? Dạ, mẹ lại thôi mà cay. Mẹ cay hơn con nha. Con cay hơn con. Mẹ cay hơn Bi nha. Bi nói à, cao từng này á ăn không cay, cao từng này ăn không cay mà cao thấp, cao từng này thôi là ăn cay. Ý nói mình lùng mọi người. Đẻ con ra nuôi 4 năm rồi giờ chê mẹ lùng hả Bi? Kỳ vậy. Trời trời. Mẹ nè ơi. Ta xe. Lùng cũng có cái giá của lùng nha. Mẹ ơi ta xin nha. Mẹ ơi xin chắc. Rồi cái nào cái đi, gì? Đi đi. Sao? Đi hàng năm nên nghe đi. Ờ, đẻ con ra nuôi con 4 năm rồi. Con chê mẹ lùng hả Bi? Chê trời trời. Nữa nữa. Thôi được rồi, hai lần được rồi. Không không. Được rồi. Bi biết diễn kịch đó mọi người. Nói kêu kêu làm lại cái câu hồi nãy nói. Mẹ mẹ nó la nữa. Mẹ con nổ mà nè. Mẹ nên con cái gì trời trời nè. Vậy đó. Vậy đó hả? Dạ con nổ nó kêu anh ơi, kêu anh ơi. À cùng đi ăn cùng đi nữa. Trời cái gì trời trời. Vậy đó. Đó ta kêu nó ra ngoài nè đó. Ôi chị cà tê. Tôi kêu cho cha mẹ hả? Rồi mẹ bà có kéo nó ra ngoài đi con. Cái gì trời trời. Ba không hiểu. Ba không hiểu. Là bà mẹ buồn lời không? Chứ buồn. À bà xin chắc bà rư. À nó là sao lắm hả? Nào con kêu ba học tiếng Việt đi ba ơi. À bà phải cho nó mà đeo. Con nó bật thật. Mẹ ơi, ăn cơm gì cho đi. Nghe mì cay đâu. Mì cay hả? Cơm cay. Mẹ ơi, con không có mẹ. Vậy đó hả? Rồi dạ. Con ăn hết rồi con về con đòi thêm phải không? Dạ. Trời, hôm nay giỏi dữ ta. Ăn ăn cơm với cái nước nè mọi người. Cái nước kim chi thịt cay nè. Bà rất là bắt luôn nè. Ôi Bi, giỏi dữ vậy ta. Giờ để mẹ đi lấy cơm cho con nghe. Dạ. Trời. Mẹ ơi, nhiều đó. Nói chuyện nhỏ nhỏ. Ê, nhiều. Lấy cho con nhiều. Lấy cho con mẹ nhiều. Trời mẹ ơi lấy cho con nhiều. Dạ. Rồi con nói đi. Mẹ ơi lấy cho con nhiều. Mẹ ơi con lấy cho con nhiều. Rồi rồi con chờ nha. Ừ. Đi đâu nữa mẹ? Thì mẹ đi lấy cơm nè. Mẹ ơi. Ơi. Con nói nè. Con mẹ con không gỗ. Em không còn gỗ nữa. Nè. Cảm ơn đàn hoàng coi. Cảm ơn mẹ. Cái món này ăn bắt thiệt á. Ăn rất là lâu ngán mọi người. Cái này niêm không có còn niêm nhiều gia vị đâu, niêm một chút cái bột niêm thôi mọi người. Tại vì trong kim chi á có niêm sẵn đó. Rồi nấu là nó cũng gần như vừa ăn rồi. Bỏ thêm một ít tỏi bầm nữa. Đó. Thịt là mình phải chiên sơ trước nó mới ngon. Nó mới cái cục thịt nó mới béo nó mới ngon. Ngon mắm trời. Ngon quá trời. Không phải ăn nóng. À nóng hả? Nóng quá hả? Mẹ ơi con có
nóng mà nghe ngon. Vậy mà cũng biết nghe, nghe nói hiểu biết chỉnh lại liền tại chỗ luôn. Vì thông minh quá trời luôn. Bi gành tiếng Việt quá trời luôn nè. Lần này về Việt Nam mà đi qua đây rồi hôm nay nghĩ là qua đây tiếp xúc với bạn bè nhiều người Hàn đó, rồi không á, cũng không có dùng nhiều tiếng Việt, sợ sợ tiếng Việt hạn chế, nhưng mà mình thấy càng lúc càng nói được nhiều mọi người nhiều hơn nữa. Bởi cái lần này về Việt Nam á, cho Bi học tiếng Việt còn là một không có. Một cái quyết định rất là sáng suốt. Con giỡn mà sao đi con. Con giỡn hả? Dạ, nhưng mà con mẹ nói đẹp mà thôi liếc con. Tại mẹ thấy con nói chuyện con hơi liếc liếc á. Phải liếc mà, nên con giỡn nữa. Sao mẹ đẹp hơn mà sao liếc con? Ừ, vậy đó hả? Dạ. Rồi, xin lỗi nha. Dạ. Không phải liếc rồi, thôi. Chịu chưa? Tại vì Bi nói chuyện hay, hay con mắt hay trợn trợn. Cái Bi nói chuyện không có liếc, không có liếc, không tốt. Bi nói cái gì trời trời? Con đâu có liếc đâu. Cái gì trời trời? Con giỡn. Con giỡn mà sao mẹ nó con liếc? Dễ sợ luôn á. Trời ơi, cái ghê vậy. Nè, kệ điện thoại chua cho. Nó. Mẹ con no rồi mẹ. Con no luôn rồi hả? Dạ. Để rồi mẹ ăn miếng này xong rồi chào tạm biệt cô chú nè nha. Dạ. Con không tự mà no được. Vậy đó hả? Con tiêu luôn á. Con ăn con tiêu cả chỗ luôn á. Con no cả chỗ. Mẹ ơi, con chưa ngủ mẹ con học nữa. Vậy đó hả? Ăn xong đi ngủ chứ. Học. Học cái gì? Học chứ. Học bài con hả? Con chạy gọi cho học. Con học bài hả? Dạ, con chạy gọi học. Con chạy gọi nên phải học hả? Dạ. Giỏi dữ ta. Trời, ăn cơm xong rồi đi học bài nữa. Dồi ôi, đi nhà trẻ mà cũng học bài nữa ta. Học dễ đúng không? Dạ. Ngày mai nè, con chạy nè, con học bài nữa. Như nhà trẻ học bài nữa. Nữa về nữa học ngày mai là gặp cô giáo khác đúng không? Dạ, nên học bài. Nên phải học bài đúng không? Dạ. Trời, dạ, nên dễ sợ luôn. Rồi, bây giờ đây con chào tạm biệt cô chú đi nè. Rồi đi học bài. Xin chào tạm biệt cô chú, bảo bài tiếp theo. Bye. Chị ăn nổ nha, bye bye nha lớp. Chào anh. Chị lớp đi kè nha. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye, bye.